Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Trong dịp kỷ lễ 2 tháng 9 năm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng như lực lượng công an các đơn vị địa phương đã tăng cường hoạt động để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, phục vụ đi lại của người dân. Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung các phương án phòng chống ùn tắc giao thông từ xa. Cùng với đó, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, đặc biệt là ba tuyến quốc lộ 51, 55, 56 và các địa bàn trọng điểm, địa bàn du lịch để kiểm tra, xử lý vi phạm, điều tiết hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, đảm bảo việc đi lại của người dân được thông suốt an toàn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh cũng đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chuyên đề xử lý với các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông, như chuyên đề nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, đi sai làn đường, vượt không đúng quy định, vượt đèn đỏ. Cùng với đó, chủ động kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, tăng cường tuần tra, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.